video muôn màu cảm xúc của SLV Park Hang-seo trong trận đấu. Sau khi đánh bại U23 Iraq tại tứ kết, U23 Việt Nam tiếp tục đánh bại gã khổng lồ Tây Á U23 Qatar tại bán kết giải U23 châu Á. Đây có thể xem là chiến tích phi thường và vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. SLV Park Hang-seo, người thầy vĩ đại của bóng đá Việt Nam, nhưng khoan hãy nói đến sự quả cảm của U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay. Chúng ta hãy dành những lời khen ngợi đặc biệt nhất đến tài cầm quân của SLV Park Hang-seo. Tại VCK U23 châu Á 2018 này, U23 Việt Nam không chỉ thể hiện sự tiến bộ mạnh mẽ về thể lực, kỹ chiến thuật, tinh thần mà cả về bản lĩnh thi đấu cũng được nâng lên một bậc. Thầy Park đã biến họ trở thành các chiến binh thực sự với lối chơi đầy quyết tâm và cực kỳ lì lợm. Trong suốt 90 phút đấu với U23 Qatar, U23 Việt Nam không hề lép vế hơn so với đối thủ. Thậm chí có những thời điểm, đội bóng của chúng ta nhỉnh hơn về mặt thế trận. Sau khi bị đối thủ dẫn trước 1-0 từ chấm penalty trong hiệp 1, bước vào giờ nghỉ, huấn luyện viên người Hàn Quốc đã sốc lại tinh thần cho các học trò. Bên cạnh đó, ông đã tung vào sân quân bài cực kỳ quan trọng Nguyễn Phong Hồng Duy trong hiệp 2 để quét sâu vào nơi hàng phòng ngự hành lang cánh trái của đối thủ. Chiến thuật này lập tức phát huy tác dụng khi U23 Việt Nam có bàn gỡ của Quang Hải sau những nỗ lực của Hồng Duy. Tiếp sau đó, trong hai hiệp phụ, Park Hang-seo một lần nữa tỏ ra cao tay khi tiếp tục cho U23 Việt Nam dựng xe buýt để bảo toàn thành quả 2-2. Cuối cùng, cùng với những thay đổi con người trên chấm 11m khác biệt so với trận đấu gặp Iraq, SLV Park Hang-seo lại tỏ ra mát tay khi giúp U23 Việt Nam viết tiếp lịch sử với tấm vé ghi danh vào hai đội mạnh nhất tại giải U23 châu Á. Và sau những thành công chấn động địa cầu này, dĩ nhiên công lớn đến từ SLV Park Hang-seo, một người đã thay đổi toàn bộ những nhìn nhận, đánh giá về bóng đá Việt Nam trước đây. Chắc chắn, bạn bè quốc tế sẽ được một phen sửng sốt với chiến tích này. Và cho dù đối thủ của U23 Việt Nam là đối thủ nào đi chăng nữa trong trận chung kết, chúng ta vẫn sẽ hy vọng có thể tin rằng kỳ tích tại giải U23 châu Á sẽ xuất hiện. Xem video khác cùng chuyên mục.